với bạn. Rồi, xin chào. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các vị khán giả ở đây và chào người đẹp bên kia. Em tên là Ngô Văn Thiên, tên thường gọi là Hiếu Thiên. Em năm nay là 35 tuổi. Rồi. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng. À. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây. Thiên làm gì? À, em có công ty riêng, tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên, chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đi nước ngoài, đi Mỹ, Úc, Canada. Thiên 35 tuổi, quê Quảng Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề visa du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh, chào tất cả mọi người và chào anh chàng bên ấy. À, em tên là Trần Thị Thùy Trang, em năm nay 29 tuổi. Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ. À, quê mình ở đâu em? Dạ, quê em là ở Gia Lai ạ. Gia Lai. Trợ lý của hoa hậu chắc cũng cỡ hoa khôi à. Dạ, chắc là mẫu hậu đó anh. Em là Trang đúng không? Dạ, mấy mốt chị làm trợ lý cho em được đó. Được đó, dạ. Bên đây là Thiên Trang. Thiên Trang. Nghe nó hấp dẫn quá nha. Những cái ưu khuyết điểm của Trang là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ và rất là hay cười. Em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng, nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng, em hay quên lắm. Em làm gì đó xong lúc sau mà không có ai nhắc nhở em là em lại quên. Trời đất, em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa. Khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị quên những cái mình cần phải nói. Nhưng mà trong công việc thì cái gì thì em lại chuyên tâm để không bao giờ em quên nó. Thật ra em là kỹ lưỡng lắm, em rất là kỹ luôn. Chứ làm trợ lý mà dạ. Sao mà không kỹ được dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Em không biết bơi, vì không biết bơi nên là không bao giờ em đi biển. Tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được, em khó chịu. Yên tâm, bên đây có không biết là bên đó anh có thể sẽ dạy cho em bơi được không anh? Thiên sẽ tập bơi cho Trang. Mai mốt Thiên sẽ tập bơi cho. Đó là điều em mong muốn đó anh, chứ em cũng sợ chết đuối rồi. Hồ bơi nó không có sâu đâu, có 1m2 à. Không sao hết. Là do em không có người đi cùng. Còn sau này em có người đi cùng là sẽ có người dẫn em xuống bơi. Thiên cũng đâu có biết bơi đâu. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của Thiên đi. Em thì ưu điểm cũng giống như bạn Trang bên đó. Là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ. Như em biết pha chế, em biết nấu ăn, em biết ca hát, nhảy múa. Nếu như ai làm sao thì em bắt chước. Em có tài bắt chước cũng hay ha. Cũng hay. Giống như bạn Trang hồi nãy nói thì bạn Trang rất là kỹ tính, sạch sẽ. Thì em thích cái điểm đó, bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ. Mai mốt làm trợ lý cho em, nhưng mà đừng có quên. Bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người nước ngoài và Việt Nam. Hôm nay mà quên trả hồ sơ, tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta. Em có tật xấu gì không Thiên? Tật xấu thì cũng có chứ. Ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay cầm ràm lại á, đặc biệt là em gái em. Hay nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy nhẹ, ngáy như tiếng đàn thôi. Nhưng mà trời ơi, ngáy mà như tiếng đàn đó giờ tôi mới nghe. Ngáy như tiếng đàn, không biết đàn gì đây. Đàn tơ rưng. Có gì nữa không nè? Dạ. Còn tật xấu thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói. Nếu mình nói ra thì đâu là tốt hơn em ơi. Dạ. Giờ khai tật xấu ra tốt hơn, chứ để nữa ta phát hiện ra nguy hiểm lắm. Em muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu? Dạ, nếu như được thì anh cứ nói đi anh. Còn là giả sử như em biết đâu em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh? Nhưng mà nói thiệt em Thiên nha Thiên, em cũng đẹp trai đấy. Sao mà giờ vẫn còn ế? Không tin điều đó. Tôi cũng định hỏi câu đó đó. Thật ra là ế không phải là ế chị, mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Đúng rồi đó anh, em đồng ý quan điểm này. Nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối tình mới nhất đây nè, là bao lâu? Cách đây thì 3 năm anh. Mối tình nó mấy năm? Cũng 3 năm. Ồ. Trời. Dạ. Vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả? Đó là nhược điểm của em đó. Em là người tiếp người sống tình cảm. Nhưng mà lý do gì quen 3 năm là cũng lâu mà bạn tìm... em lấy chồng nước ngoài chị. À, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả? Bạn đó có quen trước rồi, xong đó là quen với em. Bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư. À, rồi sang ngang luôn. Ấy lấy chồng trước em ha? Không, người ta lập gia đình trước em chứ mà em lấy chồng trước em. Nói chung là nhìn em thấy hồng nhan bạc phận quá. Bên này mình thì sao? Em mà bao nhiêu mối tình rồi được? Em chưa trải qua mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Thì
nở còn có chí phèo cho em, không có ai hết á. Bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Cũng như anh đã nói, tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ. Ví dụ như bản thân mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là cô gái này không hợp với bản thân mình thì thôi chúng ta không hợp, ta chia tay, thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ em chưa bao giờ biết. Đúng cái sự em tưởng tượng sai của em đó. Sai rồi, em bậy rồi. Nên là em mới tại vì giờ á, cái cảm giác cô đơn á nó ghê gớm thiệt. Dạ, nhưng mà rồi, cái cảm giác khi yêu á nó sung sướng lắm. Em là đã phí gần nửa đời người rồi. Dạ. Hôm nay phải yêu cho lẹ. Tại vì mình có yêu rồi, dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống, nó thêm kinh nghiệm. Trời ơi, 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào một cô gái xinh đẹp như vậy, nó phí vô cùng luôn. Em cũng rất là cảm ơn người bạn của em. Bạn là phóng viên, bạn ngồi khai thác em hết, em ngồi em khai hết. Em tính em thật thà lắm, có sao em nói vậy. Về tự đi điền danh sách vô tự nộp cho chương trình. Đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn: tao đã đăng ký xong rồi, mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi, còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi. Hy vọng là nếu như anh quen em lâu dài thì đừng để phải bỏ rơi em là được. Sao? Chờ anh. Anh nói em nghe, 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra. Coi là giới tính con sao. Dễ thương á. Nhiều tính của em á cũng cá tính lắm á. Dạ đúng. Nhìn rồi anh. Nhìn ra vẻ xinh lắm anh. Hơi một chút xíu đàn ông. Xinh lắm hả? Xinh, dễ đẹp. Thương. Tiêu chí của em là phải trắng, đẹp và thơm. Và thơm. Trắng, đẹp và thơm. Xinh thì có nhưng mà thơm thì chưa thấy. Chứ em phải ngửi tự đúng không? Đúng anh rồi. Ơi, dạ. Em là có một cái đam mê, đó là đam mê nước hoa. Anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha. Anh còn thích đó. Anh thích đó. Bây giờ anh hỏi em nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên là phải thương em, không hói, không hút thuốc. Ủa đang nói anh hả? Anh không, em không nói anh đâu. Nói thật anh là mẫu người đàn ông mà em thích đấy anh ạ. Vậy hả? Dạ, anh không có hói, đối với em anh như vậy là không có hói đâu ạ. Anh đẹp rất là đẹp trai luôn. Dễ thương quá. Em không thấy một điểm mà mới nãy anh nói có dính đó. Nói đại đi em. Anh ngủ ngáy ạ. Không, ta ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Em không thích trai để tóc hai mái ấy. Thôi, này nó không có mái nào, thôi, không nào chịu mà hai mái cũng không chịu. Cô khó chịu quá, tao mấy mái kệ người ta. Miễn ta đẹp, tao thương cô được rồi. Hai mái, ba mái chi nữa. Em sợ ngã rẽ hai đôi đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi đó. Thôi được, anh ở đây là đẹp trai nha. Dạ. Dễ thương nha. Cười tỏa nắng. Trời ơi, bên đây cũng ta cũng dễ thương mà làm gì mà. Đẹp gái nha. Trời ơi, khen nhà trai dữ vậy trời. Nè chị nhìn kỹ mà Trang, chị. Trang nói sợ yêu hả? Người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ đúng, khổ, đúng không? Bình thường là em nhưng chịu khổ sau 28 năm rồi. Thà chịu lỗ hay thà chịu khổ? Lanh quá à, hai người này thiệt lanh dễ sợ luôn. Nghĩ chắc MC đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá. Dạ, lần đầu tiên thì phạm chị Cát Tường đẹp quá. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn á trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được? Được là em quất liền á chị. Liền là bao chuẩn lâu? Dạ. Tôi hỏi đám cưới. Quất liền vậy? Tôi hợp hỏi nhau, cưới. Hợp nhau là mừng tới à. Mừng cái gì? Được, em chỉ cần yêu anh còn mọi thứ để anh lo. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Bài hài. Trời, nghe từ bày hay thấy ghê quá. Em thích người phụ nữ, người ta nói ở nhà là như con sen, phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc. Ra đường thì như bà hoàng, lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường thì đi ngủ anh. Chứ nhiều người lên giường càm ràm, em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Cũng dí dỏm hài hước lắm. Điều gì em ghét nhất ở đối phương? Đừng nhiều chuyện. À. Chuyện nhiều có thể kể em nghe, em có thể lắng nghe hết. Được. Ngồi lê đôi mắt là bà tám hay là không được đúng không? Thì không được. Có làm dâu không? Dạ không. Lấy nhau gì thì sống với em mà yên tâm, em có căn hộ riêng. Chúng ta tham khảo người thân coi sao nha. Tình hình là em đi với lại bạn thân với lại em gái. Em ruột á hả? Dạ. Để rồi, nghe ý kiến em ruột trước cái coi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ em thấy chị gái bên này rất là xinh ạ. Em thấy cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia, là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng mà em chịu không? Em chịu chị dâu tương lai không? Dạ em chịu ạ. Chịu. Nhìn chắc chị rất là dễ thương à. Rồi, vậy là tốt rồi. Đâu, bạn thân nào đâu? Thân ai nấy lo hả? Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, em là em. Tên Nguyễn Gia Huệ. Em là bạn thân của Thiên. Thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại. Còn bạn gái kế bên á, thì cũng rất là xinh.
nhưng mà nói hơi nhiều. Bạn Thiên cũng nói rất là nhiều, nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha, lúc nào cũng vui vẻ ha, gia đình vui vẻ thì em thấy hai bạn rất là hợp. Về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau, người ta nói là có duyên phu thê đó chị Cát Tường. Phu thê. Dạ. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn. Dạ. Hôm nay mình đi với ai cưng? Dạ em đi với những người bạn thân thiết nhất của em. Cũng là những người bạn thân thiết. Và trong đó có người mà đi đăng ký tới chị. À đâu. Vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó. Thấy anh ấy lâu quá muốn tìm bạn cho nên anh đăng ký. Chúng ta gặp nhau phải không anh? Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì em là bạn thân của Trang, cũng làm cùng một team với nhau. Trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt, thiên về gia đình. Bạn bên đây thì em thấy cũng sáng sủa đẹp trai, công việc thì cũng ổn định, đẹp trai quá nên cũng lo cho Trang. Tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn độc thân thì đó là cái cũng là cái dấu chấm hỏi. Độc thân chứ không phải ế, mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh. Cứ như là thả thính ai thì người ta cũng không sợ, dám đúng không? Ta lo đúng không? Dạ. Tóm lại là được đó Trang, Trang chọn đi Trang. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Kéo ra. Kéo hàng rào. Chào Trang. Dạ chào anh. Tặng cho Trang cái bó hoa. Còn em tặng anh 4 bức tượng. Anh có thể lấy ra xem về 4 bức tượng này nó có một ý nghĩa. Cảm ơn em, nhà anh có 3 bức như vậy. Dạ vô tình là đúng rồi anh. Đúng rồi. Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào nghe vậy ta? Thân dữ vậy không biết. Không nghe không thấy không nhìn với là chuyện ở người khác thôi. Còn anh luôn nghe thấy và nhìn đúng không? Em sử dụng cái từ cuối cùng đó anh. Tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận cảm về em. Cảm nhận về em đúng rồi. Thôi bây giờ em muốn chứng minh gì, em hát hò gì, em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi. Thường là em thích nhạc của ai? Anh là hát bolero. Anh có thể hát những gì anh thích ạ? Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ đây vui với đời sương gió, vui với rượu nồng, với chính tôi. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa trời bà gái ơi, đi lấy chồng trời. Người ta chưa có một cái mối tình nào hết trơn á. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên ấy, rồi, chia rồi. Tay đốt phòng lòng nhảy rồi. Thôi bỏ qua là, có cái gì nó vui hơn không? Gì đấy lại câu này cho nó dễ nè. Em gỡ điểm lại nè. Được không? Được. Hòn lửa xa vào đôi mắt em. Về đâu làm tóc xòa bên rèm thấm ướt. Đó, được cho anh, cuối rồi. Thôi giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, đi nhảy hợp không? Lý dạ, em có thể nhảy được một chút xíu. Chiều. Âm nhạc. Đúng rồi. Em bị sai bước rồi đó. Thôi, dừng lại, nhảy như này cho tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn em. Nửa bắt tay nữa. Thôi bây giờ em hồi hộp á. Nãy giờ mình giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trang hồi nãy nói là không biết bơi, anh có thể tập em bơi. Dạ, em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy. Em thích đi du lịch không?
Dạ em rất là thích đi du lịch. Thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch. À, để em muốn phát triển à. Em đặt mục tiêu cho mình là 23 tuổi là tốt nghiệp xong thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi, đi du lịch. Đến năm 27 tuổi cưới thì cuối cùng là em bị chạch đường ray quá nhiều nên hôm nay em phải đến đây và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch. Em có một người dì và muốn một người dượng. Dượng em nói với dì em một câu nói này nè, dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hồi trước anh cũng giống như em đó, là cái đưa ra cái mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ. Nhưng bây giờ gần 36 rồi, cho nên cũng lố một năm rồi đó. Anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh? Nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt, bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn, yeah. Đúng không? Nhưng mà cuộc sống hiện đại mà, thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với người chồng của mình để góp công góp sức, chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không. Bởi vì thứ nhất là vợ mình sẽ buồn đi, ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán, sẽ dễ bị stress. Em cũng có học thêm một ngành dược. Em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng. Người chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau. Có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm tại vì cảm giác là đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ nọ kia thì nó không, không anh thì không có nghĩ lại như vậy. Nếu như những gì của mình là của mình không ai giành được. Anh ở chung cư thì anh ở khu nào vậy? Anh quận ở Thảo Điền. Thảo Điền. Thảo Điền quận 2. Chắc qua xa nhà em hơi xa rồi. Em ở đâu? Dạ em ở bên Hóc Môn. Nhưng mai mốt nếu mai mốt em chuyển về Thảo Điền thì em có chuyển không? Xích giá phong phú anh. Mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận về đối phương. Chắc em thích màu trắng đúng không? Hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết. Dáng của em đẹp, anh thích nhìn em dễ thương. Ánh mắt của em sống nội tâm, tình cảm. Còn đối với anh em cảm nhận một sự chín chắn, chững chạc của một người đàn ông. Hết thời gian. Rồi đặt tay vào nút bấm nha các bạn. Đã trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại các bạn. Kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không. Bấm nút là trao duyên với nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Cảm ơn em. Cảm ơn. Họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị? Tay nắm chặt ha. Nụ cười rất là tươi, giống như bạn gái này nói đúng đó. Hình như có gương mặt phu thê thì phải. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Đây gửi tặng các bạn. Công việc hiện tại của mình là kinh doanh vận tải tự do. Kinh doanh vận tải tự do, anh miêu tả hơn để em hiểu cái ngành gì đó. Kinh doanh vận tải xe của mình tự do, là bạn có nhu cầu chạy tôi chở. Kinh doanh vận tải tự do. Rồi anh là xe gì, dòng xe gì? Là xe tải lớn. Và tự mình chạy luôn hay là có người chạy cùng không? Thì nó cũng nói về cái ngành vận tải này nó lên xuống thì cũng ok đó. Mấy năm trước thì còn đông nhưng mà bây giờ không giữ được nữa, chỉ chừa lại một cái xe một đứa con mình thương lắm nên kêu là con. Thì mình đi mình kiếm sống mình nuôi gia đình mình lại. Trước là mình có mấy xe tất cả, mấy con tất cả đó là mình có 4 chiếc. Wow, mà toàn xe tải lớn hết. Thì rồi thì thu nhập có ổn định không anh? Thì nó cũng theo như vậy đó, theo một cái chiều hướng logic như vậy. Hồi đó thì nói chung là thu nhập cũng được tính số, tổng thu nhập thì có một vài sự cố rồi khá là nhiều cái không có mong muốn ấy, trong ngành vận tải thì mình phải thôi, mình phải giống như là mình an phận, giờ mình chừa một xe thôi để mà tháng kiếm vài chục triệu đi chợ thôi, chứ còn không có phát triển được. Ngoài ra thì về sở trường sở đoạn của mình là như nào anh? Về điểm mạnh điểm yếu? Là sở trường điểm mạnh của mình là kiên trì. Một cái bản thích là sẽ làm được. Ok. Nhưng mà mình phải thích, thật sự thích. Và điểm yếu của mình là chắc có lẽ là nó ảnh hưởng đến công việc. Một người vận chuyển nhanh gọn lẹ thì đôi khi nó hơi nóng quật. Và thì nó theo tại mình tính ra năm lấy năm bằng lái là năm 2004, tới giờ thì mình làm xe cũng gần 20 năm rồi và chỉ có chạy xe
mình có thời gian, nếu mà chạy xe như thế thì thời gian của mình, thời gian rảnh của mình có nhiều để dành cho gia đình, dành cho mọi người. Ví dụ bây giờ yêu đương thì có thời gian cho bạn nữ không? Thì bây giờ thì nó rảnh nhiều lắm, tại vì nếu mà chạy nhiều thì tiền nhiều lắm, mà bây giờ tiền ít rồi nên rảnh nhiều. Ừ. Thường rảnh nhiều là nếu mà trung bình thì đi làm như thế nào? À thì cái cung đường mà để giao hàng thì chỉ trong giờ hành chính thôi, là sáng từ 8 giờ là bắt đầu mình sẽ làm. Và thường thường á, có bữa thì 2 giờ, có bữa là 5 giờ. Và cá biệt cái tiếng xa một chút thì 7 giờ là up rồi. Chứ không có đi tỉnh hay gì cả. Phục vụ tất cả những khu nghiệp gần, lân cận thôi. Chứ không đi tỉnh. Nghĩa là mình cũng không phải đi xa, đi dài ngày đúng không anh? Đúng. Ok. Rồi ạ, mình chia sẻ về cuộc sống tình cảm của mình. Nghe anh em thấy là mình khi là mình từng kết hôn rồi. Đúng rồi. Thì mình đã trải qua hai lần. Cái lần đầu tiên là lúc mới dậy thì là khi mà mình học xong lớp 11 á, là tức là mình có sống chung với một cái cô gái hơn mình 4 tuổi trong vòng 2 năm. Thì 2 năm đó thì mình bông bênh quá, cái chắc có lẽ là mình hết hạn sử dụng rồi, thì cô ta đi với người khác. Đó là mình theo không có cưới hỏi gì cả. Và cái dấu son, cái dấu ấn của mình là cái cuộc hôn nhân vừa rồi mình gãy đổ sau 4 năm chung sống, thì cách đây khoảng 2 năm thôi. Đó. Có cháu không? Không. À, mình chưa có con đâu. 4 năm rồi sao chưa có con á? Tại vì thật sự thì nó có một cái vấn đề tế nhị như vậy. Thì trong 4 năm hôn nhân đó, thì năm đầu tiên mình bắt đầu bước vào cái cuộc hôn nhân đó thì mình nặng 130 kg. Và sau 4 năm mình nói chung thì thu nhập lúc đó thì anh đã trình bày nãy rồi, nó có thu nhập. Và mình cứ nghĩ rằng cuộc sống đó là bây giờ ta có vợ khá là xinh theo ý của ta rồi, ta không cần mà phải giữ làm gì nữa. Thì lúc đó là cái anh bị nghiện ăn và nghiện đường nặng, thì nó lên 170 kg. Thì đúng cái thời điểm 170 kg đó, 170 hay 30? 170 kg, là từ 130 lên 170. Đúng rồi. Xong rồi cái bị trầm cảm đi. Bị trầm cảm đi, vào từ cái lúc đó thì cái hành vận tải xe đó nó không còn hương tình nữa. Và chính mấy cái tai nạn khá là lớn thì bắt buộc là mình phải thôi, là mình phải giống như là bán những đứa con tinh thần của mình đi. Thì cái lúc đó cái vợ cũ của mình á, họ ra đi vì một lý do, mình không phải là đàn ông, là mình không phải là người đàn ông bình thường. 170 kg mình không thể làm những cái việc bình thường của một người đàn ông được. Thì cái người đó là ai? Là bạn của mình, thu nhập bằng 1/10 của mình thôi. Nhưng mà người ta là người đàn ông bình thường, không đẹp. Làm được chuyện đấy đúng là không đẹp rồi, chỉ là bình thường thôi. Không đẹp đâu các bạn ạ. Đó thì mình muốn chia sẻ. Thì lúc đó thì nó hơi xúc động một chút, nó thì mình giống như là phải thay đổi. Đầu tiên là để sống tiếp, cái thứ hai là để chứng tỏ cho bạn biết là mình không phải là người đơn giản. Đó thì hiện tại bây giờ mình 97 kg. Thì từ một cái mức 170 kg có video clip tất cả. Một cái điện thoại trong đây nó gần như là mấy chục kg, mấy trăm kg mình lưu lại đó. Cái quá trình trong vòng 2 năm mình theo dõi, mình tập luyện, mình ăn uống, thì tất cả nó có chi tiết hết. Thì đôi khi người ta không tin thì không. Mà những cái này em có thể cung cấp với được. Có, cung cấp có được hết tất cả thông tin chi tiết. Đó. Thì mình đến giờ này thì mình đã hoàn thành xong lót được 80% cái mong muốn về cơ thể mình. Với tỷ lệ mỡ là khoảng ở chừng 25-30%. Đó hiện tại, tại vì mình thích tập gym thôi, nhưng mà nhìn dư thôi, tập cho khỏe thôi. Chủ yếu là đốt calo để cho mình có thể giảm cân, để cho mình có thể làm được một người đàn ông bình thường thôi. Không đẹp nhé, ở đây xin nói là không đẹp. Bình thường thôi, là như cái anh này có thể làm được thì tôi cũng làm được. Mà giờ bình thường chưa? Thì bình thường rồi. Bình thường rồi á? Sao biết bình thường rồi á? Có thử với ai chưa? Không, cái chuyện đó không cần nói là thử về cái chuyện đó. Cái chuyện đó thì mình tự biết và cái vấn đề tế nhị không chia sẻ. Nhưng mà bây giờ mình có thể đứng lên ngồi xuống được rồi, mình có thể chạy bộ được rồi, mình có thể chơi cái môn thể thao mình muốn được rồi. Và tất cả đều có sức bền. Đó là như vậy. Một người đàn ông bình thường làm được gì, mình làm được có thể tốt hơn.
theo khả năng, tùy theo cái môn sở trường, chứ không phải là tốt hơn hoàn toàn để nói không? Đúng. Mà cái giai đoạn mang 170 kg là coi như là không có di chuyển vận động gì được luôn hả? Là tức là có chạy xe, nhưng mà lúc đó thì mình lựa những cái chuyến mà nó gần thôi. Mình lên xe ngồi là cái bụng nó như thế này, không lái được nữa, nó thở không à. Đó, thì mình lựa mấy chuyến đó một ngày thôi để cho mấy anh em kia họ chạy. Thì còn 3 xe nữa, mình trực tiếp chạy một xe. Đó, thì như thế thì đó là và hoàn toàn bất lực và tất cả những cái không thể ngồi xổm, không thể, nói chung là nằm thở không nổi. Sắp bị tiểu đường tiếp 2 rồi. Và bác sĩ Phương ở bệnh viện gia đình chẩn đoán nếu mà bạn này mà không giảm cân thì khoảng cỡ chừng 1 năm nữa thôi chắc là toàn chết đấy. Thì đúng lúc đó thì vợ cũ của mình phát cho mình cả. Thì từ lúc đó đến sáng mắt này đến ngày hôm nay thì gặp các bạn. Trong 2 năm thì mình cũng có tìm hiểu đấy, nhưng mà đặc thù công việc đó là lái xe thì làm việc nó độc lập, nó đi giao hàng xong nó về thôi, và về thì nó có đi đâu chơi đâu, và cái lứa tuổi mình cũng còn nhỏ nữa, cũng thích trần rồi, không thích sôi động, không thích gì nữa. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà anh tăng cân như vậy là anh không quan tâm tới cái việc mà anh sẽ phải giảm cân này khi anh thả lỏng hết luôn. Đúng rồi, mình nghĩ là mình bây giờ vợ mình thì không có sinh đâu, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ có vợ rồi thì tôi còn cái gì nữa đâu, cần gì mà phải nỗ lực làm gì. Và sẵn theo cái chiều hướng là tiền lúc đó có tiền, cho nên ăn thoải mái. Và cái đầu của mình á, cái tư duy nó kém, và kèm theo cái sức ăn có sẵn rồi từ nhỏ rồi. Mình mà sinh ra là 3,5 kg, hồi lúc mới đẻ ra nghe mẹ đẻ là 3,5 kg, cái sức ăn nó có rồi, và sẵn mình nấy không, mình cứ ăn thôi. Có hình hồi đó em có cho đâu cho em coi thử thôi. Mình có clip luôn. Cái trong cái điện thoại này là cái clip mà nó quý giá nhất, là cái clip lúc mình 170 kg vẫn còn on trong đây. Để chúng ta chia sẻ với các bạn nha. Giờ dán gì là ngon rồi, chắc chắn rồi. Như cái thùng nó rộng lắm, cái áo này là 5 lít, là mình chỉ có 3-4 lít thôi. Nhưng mà tại sáng đi làm chưa có chuẩn bị. 170 kg là có đồ mặc đồ được. Có chứ. Mặc đồ Mỹ không? Một cái quần là 1,5 triệu khách. Nó có hết 10 ít cũng có mà. Chứ không phải là ai biết đâu. Mày anh có điều kiện mặc. Mày mặc là điều kiện mặc không? Không có mà, em 3 tháng 2 em mua đường 3 tháng 2. Gần mua 3 tháng 2 đầy luôn. Bên anh đường phải là khách VIP đó. Hay quá, nhưng mà câu chuyện của anh rất là hay á, anh chia sẻ như vậy đó tôi. Và ở đây nếu mà nói không thì các bạn không đây, nói cái clip này nó sẽ chứng minh tôi 170 kg và bây giờ hiện tại tôi 97 kg, là cái clip này nó sẽ quý nhất trong cái điện thoại này. Mình giữ mấy năm rồi. Đổi nhìn nó như hơi nhiều mình. Tiền nó hơi lông. Đầu đây là hình ảnh đây. Đầu anh cần. Trên là có khúc dưới không? Có còn dưới không? Giờ nằm không? Đây bạn ơi, đâu. Đây clip đi nha. Clip đi nha. Đây clip đây. Đây 170 kg là thế nào? Đây là cái hình xăm đây. Nó nhận gì vào cái hình xăm thôi chứ còn hoàn toàn không thể nhìn biết được. Đây là cái nó như thế. Cách đây bao nhiêu năm rồi ạ? Chắc khoảng cỡ chừng 2 năm mấy 3 năm. Lúc này anh đang ai quay clip cho anh hay anh tự quay? Là con vợ cũ đó. Vợ cũ, là vợ cũ đó. Thì đang làm cái gì đó. Tại vì đọc thấy cái clip của mà bên Nhật á, để làm thon gọn cái khuôn mặt á, chụp chụp cái miệng ngay vậy nè, là nước lên nước xuống. Đó. Vậy là đang làm cái đó thì nó quay. Thì nó quay. Thì mình thì cái điện thoại của mình á, thì nó vẫn còn từ cái ngày đến bây giờ. Như này di chuyển mọi thứ nó khó khăn, nó không đi được. Và nằm ngủ thì mẹ khóc luôn. Sao con tôi lại nó lại thế này không thở được, nằm ngủ á không thở được. Mà cái nếu mà nó bị mập như này nó cứ tăng lên đúng không? Không dừng được mà mệt. Không dừng được. Không dừng mệt. Nghiện đường mà. Nghiện đường nó nghiện ăn. Thời gian đầu giảm khó lắm đúng không anh? Đúng rồi. Đây là nhập rất luôn. Mời là nhập được việc gì. Rồi vì mà động lực một cái là nó một cái quá quyết gì đó luôn, quá quyết tâm. Không phải là quyết tâm mà phải có cái gì đó nó đau thiệt là đau thiệt mới thức tỉnh được. Phải đau.
Chứ còn những cái giọt nước mắt của người mẹ mà ngồi kế bên nhìn cái con trai mình sắp chết rồi, không biết đâu, ngủ làm sao biết được. Có em gái nó nói, mẹ khóc mà. Sao khóc? Sao con lại như thế này? Là khả thở được đủ á, mỡ nó chèn, nó nghẹt hết rồi, nó không thở được. Nhưng mà chưa ăn thua, không ăn thua, nam là phải có nữ, chồng là phải có vợ. Thì chính cái người vợ đó thì chọn một cái anh bạn của mình thu nhập 1/10 tới thôi, chứ không bằng đâu. Nhưng mà anh ấy than vật, anh ấy là một người đàn ông bình thường, là thế không? Thì lúc đó là mình phải giảm cân, hiểu là mình phải giảm cân. Và gần 3 năm chưa là mình có cảm thấy là còn buồn không anh, hay là cảm thấy cảm ơn bộ bây giờ phải cảm thấy buồn, cái gì lủi thủi một mình. Bây giờ mình là một người đàn ông bình thường rồi, và mình muốn dành cái gì đó tốt nhất cho cái người xứng đáng nhất sau này. Đó là như thế. Bởi vì mình tin tưởng chương trình, thích MC thì mình đăng ký tham gia, biết đâu mình lại tìm được sao. Đúng rồi, trời đúng rồi đó anh. Bây giờ là anh nói luôn cái hình mẫu anh mong muốn như thế nào đi, những cái tiêu chí của anh đặt ra đó. Thì mình đã từng bị body shame, thì tất cả những cơ sở vật chất trên người cô gái đều bị tôn vinh. Ốm cao hẹp chẳng gì không quan trọng, nhưng vấn đề là cái nội tâm, tại vì mình có viên để mặt mình là tâm lý. Nó đơn giản thôi, mình nếu được mong muốn chứ không yêu cầu, là tức là khi mà trời mưa đó thì cái cô gái đó phải biết rằng những cái người thân của mình, cha mẹ em bút ra được, phải cần có một cái áo mưa để làm gì, trời mưa thì mặc áo mưa mặc để khỏi mưa. Đó là cái nội tâm và đó là cái ý tứ thôi, mình quan trọng. Và quả này mình cố gắng làm tiền, biết đâu mình lại gặp được. Còn ngoài hình thì tất cả những cô gái đều được tôn vinh. Tại vì mình là xấu nhất rồi, không ai xấu hơn mình cả. Bởi vì mình gặp ai cũng cảm thấy đẹp đó. Nó là thế, không quan trọng là hình. Rồi, về tuổi tác, vùng miền này kia, các công việc này kia thì sao anh? Vùng miền thì cho mình xin tránh miền Tây. Tránh miền Tây. Anh là cũng ở Sài Gòn mà đúng không? Đúng, mình ở Sài Gòn. Mình đừng nói vợ cũ anh là miền Tây nha. Đúng rồi, miền Tây. Vậy đó hả? Và mình không phải là ghét hay gì đâu, nhưng mà cái đó là cái suy nghĩ tự kỷ ám thị không? Và mình cảm thấy nó đúng. Mình cảm thấy nó đúng. Và mình không có thay đổi cái suy nghĩ đó được. Tránh miền Tây cho mình. Miền Nam, miền Bắc được. Đó, miền Bắc, Bắc, Trung, Nam. Đây là đường được trong quy cả. Trừ miền Tây ra. Nhưng mà trừ miền Tây, mình không thích miền Tây. Chị ấy cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân. Có con thì sao ạ? Mình muốn đổ vỡ hôn nhân thì không quan trọng, nhưng mà tại vì cái con cái thì nếu được lựa chọn mong muốn thì mình mong muốn là người đó chưa có con thì mình sẽ hạnh phúc hơn. Là như thế, con thì sẽ yên tâm hơn. Đúng rồi, đúng rồi. Về mà bây giờ là thu nhập của cái người đó thì anh muốn như thế nào? Họ thu nhập, họ không cần phải thu nhập gì cả. Là chỉ cần là nỗ trợ thôi. Và đặc biệt là mình cũng có khả năng nỗ trợ y như nếu mà có vợ. Tại vì sao? Mình tự nấu mà ăn. Tất cả ba bữa tự nấu ăn, tự giặt đồ. Bây giờ chị thấy anh cưới chị về, có thể là chị không cần đi làm luôn, mà nhà nội trợ luôn, anh lo được không? Em thích cái câu anh nói, anh bảo là dành việc tốt nhất cho người xứng đáng nhất. Đó. Nhưng mà nếu mà người ta vẫn đi làm được, người ta thích đi làm thì tốt quá. Thì tốt quá, thì tốt thôi. Nó không quan trọng gì cả. Cho hỏi cái nhà ở Quang Trung, Gò Vấp á, là nhà anh lớn? Là nhà của bố mẹ thôi. Và gia đình mình có một người em gái thôi. Thì ba mẹ họ. Thì rồi ok, anh nói một chút xíu về cái dự định tương lai khi mà gặp được cô đó ở bảng mối hẹn hò, sau đó là tìm cái hôn nhân thì sẽ như thế nào? Thì cái công việc kinh doanh vận tải tự do của mình hồi nãy á, nó sẽ tiếp tục. Tại vì nó 8 năm rồi. Đúng rồi. Và mình đã làm nó 20 năm rồi, tiếp xúc xe, lái xe 20 năm rồi, thì nó vẫn tiếp tục. Và cái thu nhập thì cuộc sống này nó cứ thế. Và chắc chắn mình sẽ làm xe. Tại vì kinh nghiệm về cái sở trường nó thế không? Nó là như thế. Rồi, rất là cảm ơn anh Huy đã chia sẻ cái câu chuyện của mình.